hội. Đúng rồi, vợ cháu là bác Thái. Hải Phòng, chồng quá chén chở theo vợ bầu. Hai mẹ con qua đời trên đường đến bệnh viện trong đúng ngày sinh nhật chồng. Quá muộn cho hai từ giá như. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay có lẽ là ngày ám ảnh nhất với một người chồng tại Hải Phòng. Hoàn cảnh của anh vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Đoạn video ghi lại khung cảnh với tiếng khóc như xé tan màn đêm tĩnh mịch khiến ai cũng phải xót thương. Theo đó, tối hôm qua là sinh nhật anh cùng vợ đã có buổi liên hoan với bè bạn. Dù đã sử dụng rượu bia nhưng anh vẫn chở vợ về nhà. Khi đi đến đoạn ngã tư Khánh Hội, Lê Hồng Phong của Hải Phòng, do không làm chủ tốc độ, người này đã va chạm với một phụ nữ đi xe máy khác, khiến hai vợ chồng ngã ra đường. Người vợ của anh chấn thương nặng, không qua khỏi. Người chồng liên tục lặp lại câu nói, vợ cháu đang mang thai, cháu xin các chú. Cạnh đó, những người dân xung quanh cũng thông báo cho người này biết đã gọi xe cứu thương và đang chờ xe di chuyển đến. Dù sau đó các nhân viên y tế cùng xe cứu thương đã có mặt và xác nhận người vợ không còn. Nhưng có vẻ như sự ân hận cũng như hơi men vẫn chưa làm người đàn ông chấp nhận được sự thật đau đớn này. Có lẽ đây là sinh nhật ám ảnh nhất của anh. Bởi trong một khoảnh khắc, do không tuân thủ luật an toàn giao thông, anh đã mất đi cả hai người yêu quý nhất. Vài ba chén rượu vô thưởng vô phạt cũng như cuộc vui chóng vánh vậy thôi. Nhưng nỗi đau là mãi mãi. Thì ông chi cũng gì mà ông đâm vào em được đấy. Anh thật thương, anh khúc máy mà đi. Em ơi, anh đi lừa lợi cho em. Em ơi. Vâng. Anh nhanh luôn, khúc máy mà anh luôn, không cần tình anh được. Giờ đây, tiếng khóc thương cùng hàng ngàn, hàng vạn lời xin lỗi cũng không thể giúp vợ con của anh quay trở về được nữa. Có lẽ trong anh giờ đây chỉ còn những dằn vặt. Giá như khi đó mình không uống rượu, giá như mình gọi taxi cho vợ đi về, giá như mọi chuyện không trở nên tồi tệ như thế này. Nhưng cuộc đời đâu tồn tại hai từ giá như. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mỗi ngày bạn nhé.